Xin kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi gửi tới quý vị cái tấm tranh thuận một xuôi gió với kích thước là 1m ngang là 1m97, cao là 97 cm và dày 5 phân, đục sâu 4 phân, kênh bong và cái lòng ván ở trong là rất là rộng. Lòng ván là rộng tới khung luôn. Đó, cái này thì chúng ta hay thường gọi là khung đơn, còn cái loại mà lòng ván hẹp thì nó là khung kép. Cái khung đơn này thì là nó ván nó phải rộng hơn. Và đây chúng tôi quay cả đằng sau cho quý vị xem, đúng không ạ? Đằng sau cũng làm rất là sạch sẽ và cẩn thận, thang đố rất là chắc chắn. Thì bước này chúng tôi cũng đã cũng là hoàn thiện cho một khách hàng đã dặn chúng tôi rồi. Thì hôm nay chúng tôi đi quay một clip, trước tiên là giới thiệu tới cho bác khách hàng đó và sau là cũng để cho toàn thể các quý vị khách hàng khác được biết tới. Mà chúng tôi làm kênh bong đây, có thể luồn tay vào được đây, đúng không ạ? Luồn tay sâu vào trong được trong các thuyền này, các cái mây đây, đúng không ạ? Đấy, kênh bong và làm rất là sạch sẽ rồi, hoàn thiện rất là sáng màu rồi. Đục sâu đây thì là 4 phân. Thưa quý vị, là cái số điện thoại của chúng tôi là 0975940966 và địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Thì quý vị có thể kết bạn Zalo với số điện thoại này của chúng tôi để chúng tôi truyền tải thêm nhiều những cái tác phẩm, những cái hình ảnh khác tới quý vị được dễ hơn. Và quý vị nhớ đăng ký ở cái kênh của chúng tôi, đăng ký theo dõi chúng tôi để được chúng tôi giới thiệu tới nhiều những cái mặt hàng khác nữa. Và xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những cái tác phẩm độc đáo tiếp theo.